thử thách ăn trái khế tàu cùng nhiều loại nước chấm khác nhau mọi người ơi. Em nghĩ này mới thú dữ đâu, cái tàu mà làm như dâu tây chấm xịt đặc. Thử nha. Chúng cái sữa thì nó ngọt, chúng trái khế thì nó chua, đỏ mắt mọi người. Một cái mắm ruốc. Trái bữa nay trái to lắm. Cực kỳ ngon luôn. Nó rất là chua cho nên chấm với mắm ruốc nó sẽ đỡ chua lại. Nice. Đây là muối ớt. Chua dữ trời. Chua nó cay nó mặn. Trời ơi. Muốn như ý. Cực kỳ ngon luôn. Khế rất là chua luôn, nhưng mà ăn với muối này thì nó đậm vị lại, vì nó có bị ngọt với lại có tôm á. Cho trái thôi à, không dám thử nữa. Nhưng mà bây giờ lỡ chuẩn bị sô-cô-la rồi, cho nên cũng ăn luôn chứ biết làm sao. Đúng là con trai của ta. Ngon lắm. Cái trái khế này dịu vị chua hẳn luôn á nha. Mà nó thơm sô-cô-la mà nó ngọt ngào. Trời ơi. Ăn nè. Cũng chua. Đầu tiên á, tất nhiên sẽ là muối ớt. Rất ngon luôn á. Ăn tới muối Tây Ninh đi ha. Muối ngọc yến đây nha mọi người. Muối thảo thảo. Muối ô mai. Chua bùng nổ.